Tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sáng 25 tháng 6, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 2.100 bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh lan nhanh, thành phố đang chuẩn bị kế hoạch 10.000 giường bệnh điều trị COVID-19. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình cho biết, trước đây Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch 1.000 giường bệnh, sau đó là 2.000, rồi lên kế hoạch 5.000 giường. Hiện giờ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lên kế hoạch 10.000 giường. Theo ông Nguyễn Tấn Bình, kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang có thể áp dụng khi số lượng bệnh nhân đông, phân tầng để điều trị. Những trường hợp có triệu chứng điều trị khu riêng ở các bệnh viện điều trị COVID-19. Những trường hợp không triệu chứng điều trị khu riêng có nhân viên y tế theo dõi sức khỏe. Những bệnh nhân nặng điều trị tại các bệnh viện ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh có sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Mới đây, hai bệnh viện là Bệnh viện huyện Bình Chánh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tạm chuyển đổi công năng trở thành bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có 11 bệnh viện chuyên tiếp nhận và điều trị COVID-19, gồm Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, Bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh, Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức, Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trương Vương, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch COVID-19 trong các bản tin sau.